Một năm cũ đã qua, cùng nhau đón năm mới bình an muôn nhà, yêu thương ấm no, người một nơi cùng nhau trở về xung vầy, tiếng cười khắp muôn nhà, tiếng pháo năm mới rộn ràng, cùng ngàn câu chúc an lành, chào một năm mới bình an. Hoa đào thắm tươi, hoa mai đua màu, người người cầu may, an khang phúc lộc. Dù ở chốn xa nào, dù có khó khăn nào, trở về nơi trong yên bình, ấm áp của gia đình. Tết là Tết xung vầy, cầu xung túc mọi nơi cùng đón xuân về và chung. Dạ, xin kính chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với clip tiếp theo của em. Thì em là Linh, tư vấn bán hàng của Hyundai miền Nam. Thì cũng nhân dịp đầu xuân năm mới 2024 thì em sẽ cũng xin kính chúc quý anh chị mình một năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài nha quý anh chị. Thì bước qua tháng 1 này, dòng Hyundai Kustin đang được khuyến mãi rất lớn. Hiện tại là đang giảm đến 30 triệu tiền mặt và tặng thêm toàn bộ phụ kiện theo xe. Thì trong tháng 1 này, Hyundai Kustin có mức giá lăn bánh là bao nhiêu? Thì em xin mời quý anh chị mình cùng em xem hết clip này và em sẽ báo giá dòng Hyundai Kustin lăn bánh trong tháng 1 này có mức giá là bao nhiêu cho mình nha quý anh chị. Dạ. Dạ, thì trước mặt quý anh chị mình đây là chiếc Hyundai Kustin phiên bản 2.0 cao cấp. Dòng Hyundai Kustin này vừa mới ra mắt năm 2023 nhưng mà nó đang có một cái sự sức nóng và độ hot rất lớn. Quý khách hàng đang quan tâm đến dòng xe này rất nhiều. Thì đa số là sẽ hỏi em là phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp khác nhau cái gì và có nên lên từ phiên bản đặc biệt lên cao cấp hay không. Thì trong video này em sẽ phân biệt giữa hai bản phiên bản đặc biệt và cao cấp nó khác nhau cái gì và có đáng để quý anh chị mình lên từ phiên bản đặc biệt lên cao cấp hay không. Thì hiện tại dòng Hyundai Kustin với mức giá chỉ từ 850 triệu đồng và nó đã có sở hữu những công nghệ hàng đầu và có một cái không gian hàng ghế thứ hai thương gia rất là thoải mái cho gia đình mình sử dụng. Thì vậy thì dòng Hyundai Kustin này đang được trang bị những gì? Trước mặt của anh chị mình đây là chiếc Hyundai Kustin phiên bản 2.0 cao cấp màu đen đang có sẵn tại showroom em đây. Thì em mời quý anh chị mình cùng em khám phá thử phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt nó sẽ khác nhau những gì. Còn với phiên bản đối với phiên bản tiêu chuẩn thì nó thiếu khá là nhiều option nên là mình nhìn từ bên ngoài sẽ có thể phân biệt được ngay. Còn phiên bản đặc biệt và cao cấp nó sẽ nhìn về phần bên ngoài nó sẽ tương đối là giống nhau. Vậy nên với một cái mức chênh lệch khoảng tầm 54 triệu đồng thì có đáng để quý anh chị mình cân nhắc là từ phiên bản đặc biệt đổi lên cao cấp hay không. Thì em mời quý anh chị mình cùng em khám phá thử phiên bản cao cấp 2.0 này nha. Trước mắt quý anh chị mình đây là phiên bản cao cấp 2.0. Để mời cameraman mình lại gần đây để xem thử nó được trang bị những gì nha. Đối với phiên bản 2.0 cao cấp và phiên bản 1.5 đặc biệt, khác biệt đầu tiên đó là về cổ động cơ. Động cơ con đặc biệt sử dụng động cơ là 1.5 turbo tăng áp và con cao cấp 2.0 này sử dụng động cơ 2.0 tăng áp. Còn về phần nhận diện bên ngoài thì chúng ta nhìn nó sẽ là gần như là tương đồng như nhau, không có khác biệt gì hết giữa phiên bản đặc biệt và cao cấp. Một cái đặc điểm nhận diện nữa để cho quý anh chị mình biết được nó là phiên bản đặc biệt hay cao cấp thì quý anh chị mình có thể nhìn lên phần kính lái nè, camera mình có thể đưa lên phần kính lái cho khách coi. Đây, phiên bản cao cấp 2.0 nó sẽ được trang bị gói an toàn Hyundai Smart Sense, gói an toàn chủ động, cho nên là nó sẽ có một con mắt camera nữa nằm trên kính lái như thế này. Thì quý anh chị mình phân biệt nó nhìn từ bên ngoài thì chỉ cần nhìn vô cái phần kính lái, nếu nó có con mắt camera này nó chính là phiên bản cao cấp 2.0. Và một đặc điểm nữa là phần phía sau đuôi nó sẽ có để chữ 2.0T, tức là phiên bản cao cấp 2.0. Còn về phần tổng quan bên ngoài gần như là được giống nhau hết, đều được trang bị camera 360 đặt dưới logo đây. Đây, phía dưới này mình có một cái radar nữa nè. Đó, và có hai mắt cảm biến ở phía trước, đảm bảo an toàn hơn cho quá trình mình di chuyển nha quý anh chị. Đặc biệt cao cấp thì nhìn phần đầu y như nhau hết, không có khác gì hết. Kustin này nổi tiếng về không gian hàng ghế thứ hai và khoang nội thất, thì mời quý anh chị mình tham khảo thử hàng ghế thứ hai trước nha. Đây, đối với phiên bản đặc biệt và cao cấp đều được trang bị là cửa lùa điện hai bên hết, thao tác mở cũng rất là dễ dàng đây. Đường viền chân kính thì mình được mạ chrome hết luôn nè. Và quý anh chị mình thấy nè, nó được mạ chrome hết luôn. Đây là không gian hàng ghế thứ hai, mời camera mình quay gần lại đây nha. Đây chính là không gian hàng ghế thứ hai của chiếc Hyundai Kustin phiên bản cao cấp 2.0. Thì hàng ghế thứ hai này mình sẽ có là sưởi làm mát ghế ở ghế thứ hai này. Cả phiên bản đặc biệt và cao cấp mình đã được trang bị sưởi và làm mát hàng ghế thứ hai luôn nha. Và tất cả hàng ghế thứ hai này của phiên bản đặc biệt cao cấp đều chỉnh điện hết luôn. Dạ. Ghế thì rất là to bản nè, đục lỗ thoáng khí, da dày dặn, mình ngồi rất là thoải mái. Ngoài ra thì nó có một cái bàn ăn nữa nè. Trên dòng Hyundai Kustin này thì bàn ăn được bố trí hai bên luôn. Đây, mở ra. Để đây, và đây nó có một cái hộc để nước nè.
rất là tiện lợi luôn cho gia đình. Và đối với phiên bản đặc biệt và cao cấp được trang bị cửa sổ trời đôi sunroof đây quý anh chị, đây là khoang cửa sổ trời ở đằng sau, thì nó sẽ không mở được cái kính này ra, nó chỉ mở được cái rèm thôi và tất cả đều bằng điện hết. Em thử đóng lại cho quý chị mình xem nha. Đó. Không gian ngồi rất là thoải mái, đặc biệt và cao cấp thì phía trong này nó gần như là như nhau hết, không khác gì hết. Dạ. Có sạc không dây ở đây luôn. Đây, camera quay gần ở đây nè. Có sạc không dây ở đây. Sưởi và làm mát hai ghế. Thì đối với cái dòng Hyundai Custom này nó được trang bị hàng ghế thứ hai là hai ghế độc lập. Cho nên là cái cảm giác ngồi và cái khoang hành khách nó có cảm giác riêng tư hơn và ngồi nó thoải mái hơn là cái hàng ghế đôi. Dạ. Và rồi em mời quý anh chị mình tham khảo sự hàng ghế thứ ba nha. Thì ở đây nó có điều chỉnh quạt gió luôn nè, điều chỉnh quạt gió riêng của hàng ghế thứ ba luôn. Và cái hàng ghế thứ hai em đã chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất rồi đó. Và đây, hàng ghế thứ ba vẫn có thể di chuyển đầu gối như thế này và vẫn có khoảng hở đầu gối này. Nó khoảng bao nhiêu đây thôi nhưng mà rất thoải mái. Và cái phần bệ đỡ chân này nó cũng sẽ rất là cao. Mình ngồi nó rất thoải mái, nó vừa đỡ được cái đùi mình luôn. Mình không phải đỡ mình chống như thế này, nó khó chịu. Nó vẫn đỡ được luôn, nó thoải mái. Phía trên này nè quý chị mình nhìn thấy nè, nó có một cái radar ở đây. Nó quét vào phía bên trong xe. Thì khi mà mình xuống xe lỡ mà trong mình bỏ quên một con chó hay con mèo gì đó, hoặc là mình để quên em bé trong xe đi, thì cái radar này nó sẽ quét được ở phía trong xe. Khi mà có chuyển động trong xe thì cái xe nó sẽ hú lên và mình sẽ biết được là trong xe đang còn quên đồ hay quên con vật gì đó, mình vô kiểm tra rất là an toàn luôn. Dạ. Dạ, thì đây là phần đuôi xe của chiếc Hyundai Custom phiên bản 2.0 cao cấp. Thì như em đã nói ngay từ đầu video là ở phần phía sau nè, để mình phân biệt giữa bản đặc biệt và bản cao cấp, ở sau nó sẽ để chữ 2.0 cao cấp ở đây. Và cốp xe mình là cốp điện luôn nha, cả phiên bản đặc biệt và cao cấp đều được trang bị là cốp điện luôn. Đèn hậu dạng LED và kéo dài luôn hai bên thân xe như thế này, nhìn nó sẽ rất là sang và nó hầm hố hơn. Thì quý anh chị mình mở cốp lên xem thử nha. Cốp điện thì mình chỉ cần một thao tác thôi. Đây, đây chính là khoang hành lý của chiếc Hyundai Custom khi mà mình đã ngã hết cỡ hàng ghế thứ ba ra nha quý anh chị. Dạ. Nó vẫn có, nếu mà mình chở ba lô rồi thì mình vẫn để được rất là nhiều ba lô, khoảng 4-5 cái ba lô á, không hết đâu. Làm vậy như thế này. Và phía dưới này mình có những cái hộc để đồ nữa nè. Đó. Một chiếc xe 7 chỗ thì khoang hành lý không phải là lợi thế quá lớn. Tuy nhiên thì với một cái không gian chứa đồ như thế này thì Hyundai Custom đã đáp ứng được rất lớn nhu cầu của khách hàng. Dạ. Thao tác đóng cốp mình cũng chỉ cần một nút nhấn thôi. Đó. Dạ rồi, thì đây là phần phía sau của chiếc Hyundai Custom và em mời quý anh chị mình lên khoang lái của chiếc Hyundai Custom. Dạ, thì em mời quý anh chị mình khám phá cái khoang lái của chiếc Hyundai Custom này nha. Thì trước tiên thì ở phần tay nắm cửa quý anh chị có thể nhìn thấy nè, nó sẽ được mạ một cái đường chrome ở giữa như thế này và nó thiết kế hoa văn dạng như kim cương vậy đó. Nhiều khách hàng rất là thích cái này nha, nhìn nó nhỏ nhưng mà rất là tinh tế, rất đẹp. Dạ, rồi. Đây là khoang lái của chiếc Hyundai Custom. Rồi, thì phần bên này là mình sẽ có là các phím chức năng điều khiển gương nè, có khóa cửa nè, lốp gương ở đây luôn. Và nó được trang bị nhớ ghế luôn nha quý anh chị, nhớ ghế hai vị trí. Phiên bản đặc biệt thì không được trang bị nhớ ghế nha, phiên bản cao cấp sẽ được trang bị nhớ ghế. Ở đây. Dưới này là nắp nút mở nắp bình xăng nè. Em mời quý anh chị mình cùng em lên xe để khám phá khoang nội thất của chiếc Hyundai Custom này nha. Khi một người tài xế vô xe thì mình sẽ điều chỉnh cái vô lăng sao cho nó phù hợp nhất, thì vô lăng của chiếc Hyundai Custom sẽ điều chỉnh được bốn hướng nha quý anh chị. Ra vô và lên xuống. Dạ. Khi mình điều chỉnh được tư thế thoải mái nhất rồi thì mình gạt cái này lại thôi. Phía bên này nó vẫn là các phím chức năng đàm thoại đánh tay nè. Và phía bên tay phải này là các phím chức năng như là ga tự động, cruise control, bấm đuôi xe phía trước, giữ làn đường. Thì phiên bản 2.0 cao cấp của dòng Hyundai Custom được trang bị an toàn Hyundai Smart Sense là nó sẽ có giữ làn đường và bấm đuôi xe phía trước luôn nha quý anh chị. Đây. Phần màn hình thông tin quý anh chị mình có thể nhìn thấy nó thiết kế rất là nhỏ gọn. Dạ. Nó là màn hình full LCD nên là nó sẽ hiển thị thông tin nhiều nhất và cái độ sáng nó sáng nhất để quý anh chị mình dễ dàng quan sát. Dạ. Hai phía sau vô lăng là nó có hai cái lẫy chuyển số nè, là lẫy cộng và lẫy trừ khi mà quý anh chị mình sử dụng chuyển số qua chế độ bán tự động. Dạ. Nhiều khách hàng nói với em là cái vô lăng này nó hơi nhỏ. Dạ đúng rồi, nó hơi nhỏ nhưng mà theo cái thiết kế này thì nó sẽ gọi là nó gọn hơn trong cái khoang lái và được vát góc như thế này, nhìn nó cũng rất là khác biệt. Dạ. Dạ, thì đây là cái màn hình giải trí trung tâm của chiếc Hyundai Custom. Cả ba phiên bản đều được trang bị cái màn hình giống như vậy hết. Trên này nó có tích hợp bản đồ luôn nè, kết nối Apple CarPlay và Android Auto luôn, thì chỉnh quạt gió rồi chỉnh tất cả mọi thứ mình chỉnh hết trên này được luôn nè. Đó. Mình chỉnh có thể chỉnh được cái hàng ghế luôn nè, mình chỉnh sưởi và làm mát hàng ghế này.
và mình chỉnh được sửa là mấy hàng ghế phía sau luôn nha quý anh chị, tất cả đều được tích hợp trên này hết luôn. Phía dưới này mình có sạc không dây chuẩn EQ ở đây, đây ngay đây luôn, nó có cái cổng lấy nguồn dưới pin nữa nè. Bên này là cái nút cảnh báo nguy hiểm, và đây chính là phần cần số dạng nút bấm của chiếc Hyundai Custom. Cả ba phiên bản đều được trang bị cần số dạng nút bấm này nha quý anh chị, nhìn nó rất là sang trọng và cái thao tác sử dụng nó cũng dễ hơn, đương nhiên là độ an toàn nó cũng sẽ cao hơn. Phía dưới này mình có phanh tay điện tử auto hold ở đây, và bên này là chế độ lái remote. Thì xe mình được trang bị 4 chế độ lái, khi mình lấy ở đây thì nó sẽ chuyển cái màu cho này, chuyển qua đổi chế độ lái, nó có smart này, eco, comfort, sport. Đó, bệ tỳ tay rất là to luôn, trong bệ tỳ tay thì mình vẫn có hộc để đồ ở đây. Đó, đây là cái phần chìa khóa của chiếc Hyundai Custom. Phiên bản đặc biệt và cao cấp giống nhau hết, nó sẽ có khóa nè, mở khóa nè, nó có mở cửa lùa bên tay trái, mở cửa lùa bên tay phải, và nó sẽ có mở cốp luôn trên này nha quý anh chị. Đây kìa. Đó. Đây, mình hướng lên phía trên này. Thì đây. Trên này nó có rất nhiều chức năng nha quý anh chị, ngoài trừ bật đèn, mở đèn như các xe phổ thông thông thường hết á, thì nó sẽ có mở cửa sổ trời ở phía trước nè. Ở đây nè. Xe mình là cửa sổ trời đôi hai khoang sunroof. Đây. Thì cái khoang kính ở phía trước này mình mở ra được luôn nha. Đây này. Mở ra cái kính ra được luôn. Đó. Bằng điện hết luôn. Còn trên này nó có phím chức năng là mình có thể mở cái rèm ở cái cửa sổ trời sau được luôn ở trên này, và đây, và mình sẽ mở cửa được luôn, mở hai cái cửa lùa hai bên ở trên này cũng được luôn nha. Và đây có nút mở cốp trên này luôn, trên này tích hợp rất là nhiều phím chức năng nha quý anh chị, nhìn nó nhỏ gọn vậy thôi. Đây là gương, gương chống chói, chống chói này nhìn chống chói cơ thôi, không được chống chói tự động. Rồi, nó có được trang bị đèn viền nội thất luôn nè, nhìn rất là đẹp. Dạ, thì vừa rồi quý anh chị mình đã cùng em khám phá phiên bản cao cấp 2.0 của dòng Hyundai Custom đang có sẵn tại showroom em đây. Dạ, thì bây giờ em xin phép được báo mức giá lăn bánh hiện tại trong tháng 1 này của dòng Hyundai Custom cho mình được biết luôn nha quý anh chị. Cụ thể phiên bản tiêu chuẩn của dòng Hyundai Custom này quý anh chị mình lăn bánh là khoảng tầm 916 triệu. Và quý anh chị mình nếu trả góp vào ngân hàng trả trước khoảng tầm 215 triệu nha quý anh chị. Phiên bản đặc biệt quý anh chị mình lăn bánh luôn là khoảng tầm 1 tỷ 026 triệu. Và quý anh chị mình trả trước chỉ khoảng tầm 239 triệu thôi nha quý anh chị. Còn đối với phiên bản cao cấp 2.0, quý anh chị mình lăn bánh là tầm khoảng 1 tỷ 086 triệu. Và quý anh chị mình nếu vay ngân hàng thì chuẩn bị trước cho em khoảng tầm 253 triệu thôi nha quý anh chị. Dạ. Thì cái mức giá vừa báo quý anh chị mình là sẽ lăn bánh ở tỉnh. Còn nếu như quý anh chị nào ra số ở Sài Gòn thì cộng thêm 19 triệu phí biển số là xong nha quý anh chị. Dạ. Thì quý anh chị nghĩ sao về mức giá lăn bánh của dòng Hyundai Custom trong tháng 1 này? Hiện tại đang giảm tới 30 triệu tiền mặt và tặng thêm toàn bộ phụ kiện theo xe, ví dụ như là dán phim cách nhiệt nè, tất cả các kính xe, lót sàn, 7 vị trí ghế ngồi và bộ cam hành trình trước sau luôn cho mình. Thì hiện tại trong tháng 1 này Hyundai Custom đang có một cái mức giá bán theo em là rất tốt. Quý anh chị nghĩ như thế nào mức giá bán này, có thể để lại một bình luận cho em biết nha. Ngoài ra thì bên em có xe lái thử của dòng Hyundai Custom này luôn, quý anh chị nào muốn lái thử xe, trải nghiệm xe thì có thể liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại. Em sẽ để lại số điện thoại trên màn hình và em sẽ trực tiếp hỗ trợ quý anh chị mình lái thử xe luôn nha. Quý anh chị nào chưa còn thắc mắc về vay ngân hàng và trả trước như thế nào, thủ tục ra làm sao, quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại, em sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp nha quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị mình đã dành thời gian xem qua clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình trong những clip tiếp theo.